Tin nóng xin biết ngày 26 tháng 5, cùng tuần báo tín hỉ, nhiệt ba khiến fan lo lắng. Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái, Ram ở sao chép. Thông tin Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái sau khi ly hôn Angelina Baby khiến mạng xã hội xứ Trung Quốc xôn xao. Chiều nay mạng xã hội xứ Trung dậy sóng khi blogger đưa tin sau khi ly hôn với Angelina Baby, Huỳnh Hiểu Minh đã có bạn gái mới là một hot girl mạng tên Diệp Kha. Hai người thường xuyên check in cùng một địa điểm. Từng đăng weibo khoe ảnh nặn bánh hình cấu trúc. Được biết Diệp Kha tốt nghiệp trường đại học Thâm Quyến là hoa khôi vô cùng nổi danh trong trường. Đáng chú ý tình đơn đồn của Huỳnh Hiểu Minh từng kết hôn và có hai con. Cộng đồng mạng xứ Trung phát hiện MV mới của Dụ Ngôn có quá nhiều chi tiết trùng khớp với MV của Taejon. Ngoài ra một tạo hình và dáng chụp hình của Dụ Ngôn giống hệt poster album La Lisa của Lisa. Trưa nay thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Chardonnay Tiburi đã công bố nam diễn viên cung tuấn trở thành người phát ngôn toàn cầu dòng trang điểm cho thương hiệu. Sáng nay đoàn phim Mộng Hoa Lục đã chính thức tung trailer 2 cùng dòng trạng thái: đừng sợ miệng lưỡi thế gian, đừng quên ước nguyện ban đầu, cứ kiêu hãnh hiên ngang đối đầu, xương gió phong ba ắt tạo nên kỳ tài. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của màn ảnh nhỏ Lưu Diệc Phi sau 15 năm. Trước đó có thông tin bộ phim sẽ được lên sóng vào ngày 2 tháng 6. Thông tin về dự án phim ngôn tình chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Hiện tại có nhiều tin đồn cho biết vai nữ chính Tang Trĩ đã xác định do Triệu Lộ Tư đảm nhận. Dương Mịch sẽ không đóng Kiều Táng nữa, bộ phim cũng đã được đổi tên thành Hải Đường Tiểu Xuân Phong. Nữ chính đang cân nhắc Viên Băng Nghiên. Ngô Thư Hân trong tạo hình khí chất trong trang phục sườn xám xanh lam tham gia show Trung Quốc Thứ Họa Lý 2. Nguồn phim của Vương Nhất Bác đều khá tốt, đối tác của nam diễn viên đều là những tên tuổi lớn. Lý Hiện khiến hội chị em xỉu ngang khi đăng ảnh khoe body cơ bắp. Last, cập nhật ảnh mới của người đại diện Tiêu Chiến. Tình trạng cận thị và loạn thị của địch đại nhân ba rất nghiêm trọng, điều này khiến fan vô cùng lo lắng. Hình ảnh hậu trường bộ phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường của Lý Nam Địch và Trần Tinh Húc. Bộ ảnh quảng bá do Dũng Vượng Hành của Triệu Lợi Dĩnh được khen ngợi vì khí chất bằng lãnh. Show Bắt Đầu Suy Luận Nào chính thức phát sóng vào ngày 27 tháng 5 trên Tencent. Đội hình Bạch Vũ, Nêu Vũ Ninh, Tống Tổ Nhi, Châu Thâm, Châu Khả Vũ, Quách Kỳ Lân. Phim cổ trang Hoa Thanh Ca đã lấy được giấy phép chiếu mạng, diễn viên Tống Y Nhân, Đinh Trạch Nhân. Hoàng Thành Trị nam chính phim Hoa Gian Tân Nương. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.